đang ở đường kênh nước đen của phường Tân Thành, quận Tân Phú. Đây là kênh nước đen bên phía đường Độc Lập với lại đường Đô Đốc Long nha các bạn. Đây chúng ta sẽ cùng khám phá cái món súp cua thần thánh của một cô bé đi du học về, được người mẹ bán đã 20 năm trong nghề rồi. Truyền lại cái công thức súp cua với một thương hiệu là súp cua Bụi tại số 49 kênh nước đen, phường Tân Thành, quận Tân Phú. Đây là bà chủ của súp cua Bụi đang đứng chuẩn bị những cái phần mang về tại cái bếp nhỏ đặt trước quán ăn súp cua đây. Súp cua gì thì bây giờ mình sẽ làm súp cua nước thẳm là mình. Đây là cái nồi súp cua. Nấm đông cô, mắt và trứng, lòng trắng trứng. Như vậy là mình đánh được kỹ thuật mới thì nó sẽ ra được lòng trắng ngon hơn, nhiều hơn. Rất là to. Bắp cua vậy? Đúng rồi, bắp cua 90. Vậy phần nhất phẩm bên mình á, to lắm. Đúng rồi, 2 miếng mít thảo, còn nửa cái mít thảo đó. Một phần như thế này là bao nhiêu tiền chị ạ? Một phần như vậy là 90.000, phần này là phần nhất phẩm, đúng rồi. Là rất là nhiều cua nè, trứng bắp thảo nè. Súp thì có đóng nấm đông cô với lại bắp và trứng được đánh đều lên. Đây, và thì thấy từ cái nồi súp to như thế này và những cái gia vị đơn giản của món súp cua là ngò với lại là giá thôi. Đây là gì chị? Nước mắm Thái ạ. Nước mắm Thái là mình tự pha theo công thức riêng đúng không? Đúng rồi. Là được cho vào trong cái thố thúp nó súp để ngon hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Nó sẽ có một cái mùi vị rất là đặc biệt khác với những loại súp cua khác. Bán từ 7 giờ sáng cho đến 1 giờ chiều và chiều từ 3 giờ cho đến 10 giờ tối. Thì đây là những cái nguyên liệu rất là hot cho những món ăn vặt. Súp cua đây. Và đây là chị cũng là một người nhà của quán Bụi, chị đầu bếp đang chuẩn bị món cho khách, món nồi súp cua. Và những cái phần ngoài những cái phần để sẵn cho khách mang về đây thì cái điều đặc biệt của món súp cua ở đây là nước mắm Thái được pha theo công thức riêng đã truyền từ mẹ của cô bé Bụi. Và đây là những cái gia vị như trứng bắp thảo hoặc là ngò hoặc là giá được chuẩn bị sẵn cho khách. Mình sẽ mua để sẵn để khi mà khách gọi mang về cho nhanh. Thì bên cạnh đó sẽ là một cái bếp súp cua rất là to. Và bán từ 7 giờ sáng cho đến 1 giờ chiều và 3 giờ chiều tới tiếp tục cho đến 11 giờ đêm nhé bạn. Nồi súp luôn luôn nóng. Và gì đây chị ha? Dạ cái này là súp càng cua. Súp càng cua. Món này bao nhiêu tiền ạ? Dạ, cái này một phần là 390.000. Một phần là 390.000. Thì rất là to, không gian nhỏ gọn và dễ thương, rất là dễ thương của
quán bụi súp cua nè. Ở đây không gian nhỏ gọn cho khách ngồi ăn, mấy cái bàn kê nhẹ nhẹ thôi và được bày trí rất là gọn. Của quán súp cua Bùi đây, súp cua mắm Thái thì có ba cái sự lựa chọn cho mình là nhỏ, lớn và đặc biệt. Nhỏ thì 30 và lớn thì 40, đặc biệt 90 nha các bạn. Thì súp cua, súp tôm mắm Thái nè, súp càng cua đặc biệt có giá 390.000 là miếng cua tay cầm 140, miếng bắp cua hoặc là xôi mực chè khoai lang dẻo thì có giá từ 25-55 ngàn thôi, sẽ kèm những cái món nước uống rất là hot hiện nay là trà đào đinh dây, trà đào trà đắc, nước suối, nước ngọt. Và quán cũng có là giao hàng tận nơi, nếu muốn giao hàng tận nơi thì các bạn có thể gọi số gọi là 0969 20 và 594. Đây là cái món súp cua thần thánh đặc biệt 90 ngàn đây, thì nhỏ chỉ có 30 ngàn và lớn 40 ngàn thôi, mà khi đặc biệt nó sẽ có thêm hương cốt thảo và nhiều thịt hơn và thố to hơn. Mắm Thái là cái mắm đặc biệt, gia vị đặc biệt của cái món đây là đây. Cái món xôi mực lạ mắt và đầu tiên là chỉ có duy nhất tại quán súp cua Bùi thôi. Thì ngoài cái trà bông với lại xôi thì nó sẽ có thêm rất là nhiều mực được chảy lên đây. Và cái món này cũng dùng chung với lại mắm Thái luôn. Tuyệt nhất của quán Bùi súp cua là cái món thần thánh này, món đặc biệt nhất đây, giá 390 ngàn. Thì khi mà nghe giá thì tất cả chúng ta đều giật mình, nhưng mà để mà làm nên cái món này nó rất là tốn công. Bé Như chủ quán chia sẻ là phải lựa trong khoảng 10 kg cua thì mới được 1 kg đạt cái yêu cầu. Khi mà lựa con cua cho cái món súp thần thánh này 390 ngàn này thì con cua phải đạt trên 1.1-1.2 kg trở lên, và những cái phần khác của con cua khi mà được lột ra rồi sẽ được dồn, kỹ thuật đặc biệt của gia đình bé Như và cả đầu bếp thì sẽ dồn vô hết cái càng cua này nên nó mới to đặc biệt như thế này, là giá 390 ngàn. Và cũng dùng với mắm Thái đúng không, các bạn có ăn thêm thì gọi thêm gia vị nha. Đây là ba cái món thần thánh nhất ở trong cái quán Bùi súp cua đây các bạn. Các bạn có thể chiêm ngưỡng một cái càng cua thật là to nè, đặc biệt nè, một cái món xôi mực nè, và một cái món súp cua trứng bắp thảo, rất là nhiều cua, đi kèm là hai cái chén nước mắm Thái theo công thức của mắm Thái đặc biệt từ Thái Lan mà người nhà của chủ quán làm. Giờ mình với bạn mình sẽ thưởng thức cái món đây, cái độ ngon thần thánh như thế nào. Đây là càng cua khổng lồ của món súp cua 390 ngàn đây, rất là to, rất là nặng. Bạn sẽ thấy được ăn kèm với lại mắm Thái đây, ăn kèm với lại cái gia vị mắm Thái đặc biệt nữa, tạo lên cái phong cách duy nhất tại Sài Gòn dành cho những ai đam mê cái món súp cua. Ngon vừa ăn không? Ngon, mà đặc biệt á là có nước mắm chua chua cay cay rất là ngon. Này thì nước càng cua bực nha. Cầm tay có nặng không? Nặng. Cua, bao nhiêu thịt cua là đều dồn hết một cái càng.
đây là Như là chủ của quán Bùi Súp Cua Thần Thánh nổi tiếng đây. Cô ấy đang đứng với lại những cái sản phẩm mà khách vừa gọi được bày lên cái bàn nấu ăn của quán Súp Cua đây. Cái này súp cua bên em á là hoàn toàn là ăn khác với những loại súp cua thông thường khác. Thì nó gồm thay vì là ăn với lại sa tế và giấm truyền thống thì tụi em sẽ làm để ăn chung với nước mắm Thái. Công thức này là của người Thái, nước mắm rất là đặc biệt, chua chua cay cay. Súp thì bên em thì có búp cua, tóc cua, thịt to. Mình không có thể là mua được ở bên ngoài, như là tụi em phải lựa từ 3 cái mối lớn nhất và 10 kg thì chỉ ra được 1 kg thôi ạ. Tức là cái quá trình mà tuyển lựa cho cái nguyên liệu giờ cua cho của để chắc thịt và to như thì 10 cân thì mới được 1 cân để mình lựa chọn về nấu. Và cái gia vị mà đặc biệt là theo công thức của mắm Thái của người Thái thì nên là nó khác hơn những cái quán súp cua khác. Dạ, cái này là xôi mực. Xôi mực thêm. Xôi mực một phần là vậy bao nhiêu tiền? Xôi mực thì phần nhỏ bên em sẽ là 40.000 và phần lớn là 55.000. Thì là hoàn toàn là bên em tự làm ra hết, là chưa có đâu có hết ạ. À, là món này món lạ đúng không? Dạ, đúng rồi. Dạ đây, bên này là vedet của quán em, đó là súp càng cua. Cái này là món đặc biệt nhất dạ, của quán mình đúng không? 390.000. Cái càng rất là to. Dạ đúng rồi. Là cái càng cua này thì em lựa tuyển từ một con cua phải đạt trọng lượng là từ 1 kg 1 tức con ít hai, tụi em sẽ lột ra và nhồi vào lại một trong cái thịt. Thì có nghĩa là vào dùng kỹ thuật để mình dùng ngược lại cái càng. Là nguyên một con cua là tất cả những cái loại thịt đó là dồn trong cái càng bự ấy rồi. Nên mới có giá đặc biệt là 390 đúng không em ha? Là khi mình ăn thì mình không có cần phải đục tay để lột, cũng không mất thời gian nhiều. Quán có hai cô gái rất là dễ thương. Em lấy cảm hứng từ mẹ, tại vì mẹ em là một người có 20 năm kinh nghiệm trong nghề rồi. Nên là khi mà được ăn những thứ súp mà mẹ nấu em cảm thấy rất là thích. Nên là em muốn được chia sẻ tới cho mọi người cùng được thưởng thức giống như mình. Nó nói là mẹ em có 20 năm trong nghề nấu ăn dinh dưỡng rồi đúng không? Dạ, thì mẹ truyền lại cho em.